cho và hôm nay mình sẽ trải nghiệm cho bạn đó là cái ứng dụng Market Cộng trên cái box đó là VTV Go V1 này. Ở đây thì mình đã có sẵn cái trên này rồi, đã các bạn cứ kéo qua như thế này thì sẽ thấy cái ứng dụng đó là Market Cộng ở đây. Và cách đăng ký cái tài khoản này thì các bạn có thể là lên cái web kvlux.vn á, các bạn có thể là đăng ký cái tài khoản Market Cộng để cho bạn xem nhé. Ở đây thì mình sẽ là giới thiệu cho bạn một số kênh của Market Cộng này. Đấy, nó sẽ có tất cả trên này những cái kênh. Những cái kênh này thì các bạn muốn xem đá banh thì các bạn nên xem những cái kênh Market Cộng này nè. Ví dụ như Market Cộng 1 nè, Market Cộng NS nè, Market Cộng BM nè. Đây thì các bạn sẽ thấy cái kênh sẽ có bóng đá cho các bạn nữa. Đấy, nó chạy rất là mượt ở trên cái con VTV Go V1 box nè. Mình sẽ nó phóng to lên cho các bạn xem cho nó rõ nhé. Đây, ở đây thì các bạn có thể phóng to lên xem được. Ở đây thì sẽ có một cái kho, đó là kho VOD nè. Ở đây thì các bạn sẽ có những cái nhóm nội dung như là phim lẻ, phim bộ, thể thao, nội dung ngắn hoặc là trailer ở đây. Và những cái tin nổi bật ở phía dưới này. Đây thì mình sẽ vào một phim lẻ ở đây thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn những bộ phim ở Việt Nam này. Đấy, bộ phim Việt Nam mà mới nhất các bạn sẽ tìm không ra trên mạng đâu, nó sẽ có bản quyền hết. Ở đây thì nó sẽ cập nhật sẵn ở trên này, các bạn cứ tìm ví dụ như những cái phim hay của Việt Nam như Chờ Em Đến Ngày Đây Là Mai này, hay Cô Gái Đến Từ Hôm Qua này, bạn cứ nhấp vào xem thôi. Chạy rất là nhanh luôn, không bị giật lắc gì cả. Ở đây thì các bạn có thể tua bất kỳ đâu. Và đặc biệt là rất là rõ luôn nhé. Các bạn có thể thấy trên màn hình. Ok. Và còn rất là nhiều bộ phim khác ở trong này nữa. Ở đây thì những cái khác ví dụ như phim Trung Quốc nè, hoặc là phim Mỹ, hành động vân vân, các bạn có thể vào đây tìm hiểu khi bạn đăng ký một cái tài khoản Market Cộng. Và những cái tin tức thể thao nó sẽ cập nhật ở trên này, ví dụ như Barcelona gì đây này. Đấy, rất là mượt đúng không ạ? Đấy. Và còn những cái tin tức nổi bật khác nữa, bạn có thể tìm hiểu khi vào đây. Ở đây thì nó sẽ có một cái phần đó là lịch phát sóng. Các bạn có thể là xem lịch phát sóng trước của nó. Và canh thời gian nào đó các bạn muốn xem những cái kênh của kênh Ma đó. Ví dụ như 12 giờ nó sẽ chiếu cái phim gì đấy ngày mai hoặc ngày mốt gì đó, vân vân. Và trong hôm nay cũng vậy. Ở đây thì nó sẽ hỗ trợ tốt cho bạn, đó là những cái kênh bóng đá. Các bạn muốn có niềm đam mê với bóng đá thì các bạn nên mua cái VTV Go V1 box này về sẽ hỗ trợ cho bạn rất là tốt. Và các bạn có muốn mua cái sản phẩm VTV Go V1 box này, hãy lên web đó là smartphonehsm.com để xem giá và có thể là gọi ngay trực tiếp vào số hotline có để phía dưới phần video và phía dưới phần mô tả nhé. Và xin cảm ơn các bạn đã xem video.